Một vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe bồn vừa xảy ra vào khoảng 14h30 phút chiều nay, ngày 8 tháng 9, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe bồn biển số 60C20667 và xe máy biển số 52N1-1682 do một người phụ nữ trung niên cầm lái đã va chạm giữa giao lộ đường Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm. Sự cố này làm người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bồn chạy một đoạn khoảng 200m mới dừng lại và đến cơ quan chức năng trình báo. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt xử lý hiện trường cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra nguyên nhân.